Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em. Từ một xíu sàn Uniswap các anh em cho giao dịch rồi đó. Qua ai ta. Rồi. Đấy. Rồi sau khi các anh em bấm nút start chờ con bot load chút xíu nha. Rồi mỗi một lượt ghép là tất cả các anh em 5 tiếp cận GPS, rồi tất cả anh em bấm vào continue để tiếp tục giá. Rồi join vào kênh group và kênh challenge của nó tất cả anh em. Cái máy mình lót yếu quá tất cả anh em ơi. Rồi sau khi tất cả anh em join vào kênh group kênh challenge, nhiệm vụ thứ hai tiếp theo là anh em follow và retweet và pinpost theo word nè. Rồi theo quê tất cả anh em theo dõi nè. Rồi anh em like và đi tiếp chưa thì bình luận cho anh em. Mình swap nè anh em. Rồi anh em like với nó một hai bài đi, kèo này quá ngon anh em ơi. Rồi tất cả anh em bắt đáp lên nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em join tiếp kênh trailer nữa anh em. Mình join rồi follow theo quê đi tiếp nữa nè. Sáng cái máy mình nó mạnh, đạn nó lạnh luôn mà nhắn ngon tất cả anh em tới hồi cái máy yếu nó dự án nó về dập mình đỡ tay không kịp luôn anh em bấm nhớ phanh nữa nè. Rồi nguồn ai góp này mình cũng đã theo dõi rồi tất cả anh em, tại dự án của nó cũng mới còn like anh em đi tít lớp tết lại cái lần với nó là tất cả anh em. Rồi like cho nó hai bài đi tất cả anh em ơi. Rồi anh em bắt đất lần tất cả anh em. Xin mời đi tên nha tất cả anh em. Chờ bot phản hồi chút. Rồi bot phản hồi tất cả anh em ơi. Anh em đừng ngông nha. Rồi tất cả anh em điền in vào ba chữ gạch. Vào xin. Bạn nào chưa cài đặt của xin em thì cài đặt của xin em mình sẽ cài qua. Rồi. Rồi anh em rồi tất cả anh em mở ví chút wallet ra, lấy địa chỉ với ETH anh em dùng địa chỉ với chút wallet, Maser wallet, MetaMask, Intel cặn đều được tất cả anh em, nhà chain và những ví sàn thôi. Rồi tất cả anh em copy địa chỉ cái gì nè. Bạn lên cho bot nha tất cả anh em. Anh em bắt vào. Con này giá lý sàn Uniswap khá là cao nha tất cả anh em. Giờ mình hy vọng giá cao, hiện tại giá của nó khá là cao đó. Ủa sao nhiều vậy ta? Em coi lại. Rồi tất cả anh em gỡ nha tất cả anh em. Rồi. Vậy gặp lại tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Nó hiện balance gì nè. Rồi.